Không, nhưng mà một anh để xíu là nó cháy liền, mình còn nướng lâu mà phải từ từ mới được, chứ anh để nó mà nó vàng hết đó là hồi nó khét luôn á. Rồi nó cháy mặt ông đó. Cái lửa mình cũng hơi nhiều đó, phải cho nó từ từ vô mới được. Ok. Đây là con heo mọi nha cả mọi người. Mọi người ơi, đây là con heo mọi mọi người ơi. Ông Phương nhìn thấy rồi mới vàng hay được chứ. Má mình phải canh nó chưa kịp vàng là phải chở liền, nó mới tại cái mỡ nó còn sôi mà. Anh đâu thấy nó vàng đâu. Nhưng mà anh lật lên nó vàng liền. Cái đồ cạo kìa. Gì vậy cậu? Chuối làm cọ để mình quét lên thôi. Nghe mà là chuối à, là chuối hả? Và hiện tại thì con heo nó có mùi rất là thơm. Không cần phải đi tập luyện thể thao hay là tập gym gì đâu, mà chúng ta chỉ cần có những cái hoạt động dã ngoại như thế này là nó đã giảm cân giảm mỡ thừa trong người rất là nhiều rồi. Chảy mồ hôi liên tục luôn. Mấy thằng tập giảm cân rồi mấy gớm như tôi cậu. Teo luôn rồi mấy em. Ông nào nhà bè, ông nào nhà bè. Còn ai vô đây nữa. Mẹ giờ mình nói thẳng là ông anh mình, anh Bảo thì cộng đồng mạng người ta coi gái gì nữa em. Bảo giờ, anh Bảo mình đi mẹ hết hả? Không lẽ giờ mình nói hoạch đẹp là anh Bảo đi mẹ hết. Người ta coi anh gái gì nữa. Con tỉ mẹ mày học theo cái thằng lồn kiên đó. Để sát vô là nó chạy thôi ơi, được rồi, được rồi, vậy được rồi. Ôi, nó chạy nước ướt ra mà dưới đất hết rồi kìa. Quét ý thôi anh Phát. Quét trên đầu anh Phát. Rồi, xong rồi đó. Thơm chà. Chỉ có dầu đụng má cắt cái da là thất bại thôi. Nhìn giống như đụ má nghe bị chém chết. Thấy đụ má mà thịt ăn.
để cái da nó căng ra nó mới giòn. Phương pháp nữa cảm nghĩ ra cũng không định làm, nhưng mà đợt trước đó là có mấy thằng em nó đi xa nó nướng heo mình thất bại. Bây giờ mấy anh phải làm lại chỉ dạy cách để nướng một con heo như thế nào. Con mình sang lần sau, lần này tụi nó trưởng thành. Đó giờ nha. Anh em mình có ăn bê thui nè, bò tái nè, nhưng mà mình chưa được như mấy anh em của mình là nó ăn heo thui, heo tái. Heo mà nó nướng mà còn ở trong là thịt còn nguyên luôn. Sao sao nguyên thịt luôn à. Sao anh em mình đổi đề tài là ẩm thực Nguyễn Xin. Chẳng qua là hôm trước chưa có kinh nghiệm thôi. Bây giờ cứ đầu tư khoảng 2-3 con nữa, kinh nghiệm dần dần luôn. Mỹ. Heo chưa chín, mình muốn chín trước heo luôn rồi đó. Thôi. Nhưng mà cái phần sườn này nếu mà muốn nó chín á, bây giờ phải chặt nó một phát nữa, cho nó tách cái sườn ra. Thì như Hoàng hay đi ra. Đấy, đất rồi, đất chi bát không? Ấy, đừng có dùng xuống đất má. Ồ, đất nó trồng cây nó gọi là đất chi bát gì á. Nó đất trồng cây được. Đổ ra anh đổ cho nó. Chị đó. Chị nào nó qua điện đó. Rồi, ok. Dạ anh heo chín rồi, giờ em thỉnh anh về ăn à. Dạ chín hết rồi anh, chuẩn bị dọn rồi, giờ khói nó cũng bay tới chỗ anh rồi đó. Chỗ thì anh cách đó 50 mét. Dạ. Bay lẹ lẹ vậy anh ơi. Ê quầy vô không thấy cái danh bạ ghi tên nó không chửi chết. Quá đầu luôn. Mình là Biêu Đôi mà. Đấy là phong cách. Đấy mới là chất chơi người dơi. Tới nó đây sang anh ăn cắt này đấy. Mình có thao không nè? Chẳng có thao nào không? Anh em ghen phát anh em cứ chế với cái thao. Tới cái sườn tới được chưa? Cái sườn có ai ăn vú dây nướng không? Có. Cái đó là ai đâu ăn được chả? Nó đúng món đó. Tù má có vú kìa. Má này dê tơ, nó giòn giòn rồi. Đây là. Chặt là cũng cầm rồi. Nhìn lưỡi rồi. Tù má dê chất lượng không Trinh? Trời ơi. Alo anh. Mình có giao xã nó luôn. Đi chơi đâu, mượn một cái thao đâu. Mượn thao với lại. Được anh Trinh ơi. Không không, máu vô nó ứ trong này rồi. Cái đầu phải chịu thôi. Má heo tươi mới làm thịt rất thơm rồi. Em coi là Phương, lại coi Phương. Có con heo mà bời nữa. 800 sao mà có heo không anh? Anh ăn cho hết nha. Em có mời không? Anh nói anh mời rồi. Không, em có mời không? Phương mày nẻ ra, không lẽ mày lây bị lây dơ nè. Chỗ anh em mình chơi đang chơi vui vẻ mà. Quét mẹ lên như một con thú. Đồ. Anh làm gì vậy đó? Anh cắt lá chuối phụ mấy đứa nó nướng thịt heo nãy giờ. Không, em thấy lá chuối thì lót đại thì lấy heo, cái quan trọng là mấy cái mà nướng heo sáng giờ đó. Tại vì em lót một lớp á là nó bị chảy dưới, hiểu không? Lót hai lớp cho nó sạch, hiểu không? Với lại cái già để dưới, cái non để trên. Chứ anh em sáng giờ người ta thức 4 giờ sáng ta làm heo rồi xong rồi mới làm nướng tới 5 giờ mấy chiều, giờ thì 5 giờ mấy rồi.
Nãy rồi, 5 giờ anh qua, giờ anh kiếm chuyện anh làm nữa. Có đâu, anh qua anh phụ, anh biết mà, anh làm sao anh mới về anh ngủ á. Kiểu như nãy giờ bị anh em nói nặng nhẹ quá, chị không được phải không anh? Có đâu, này ý thức anh làm thôi. Xong rồi vô, làm bộ người ta trải chiếu ra xong bay vô ngồi, cái dành chỗ đồ má ngồi giữa, là hồi ăn được hai mâm đồ. Thuốc đâu quá trời. Quá đủ mà. Quá luôn hả? Đưa cho anh bảo thì nào mới có. Dạ. Trời, đâu? Thôi, để ngoài. Má để đó, ông ăn hết á. Ai đụng má tao, con heo con người mày. Trời ơi, con heo quá. Tới quá. Đâu đâu đâu. Không, em qua đây cắt rồi để em bắt đầu lại. Cho nó nhiều mỡ chứ nha. Cho vô đây, cho chắc đây chứ gì. Vô luôn. Ôm lại các cái đầu. Bậy rồi, cắt cái khứa trên kìa. Không, ở dưới anh, ở dưới. Ngay cái đầu gối nó chưa chín. Vậy là biết luôn đó hả? Nghe cái âm thanh gì vậy? Nghe cái tiếng gì chưa? Trời ơi, cái tiếng gì vậy ta? Lần đầu tiên cắt cái xương sống trước. Không, cắt vô cây sắt đi. Thôi lục cây dao luôn. Anh thấy những người đi trước có kinh nghiệm họ nướng heo anh thấy sao? Anh thấy cũng bình thường mà, mấy này học trò anh không á. Hồi đó anh dạy bố Nhi. Thầy lồn mà. Cái gì? Thầy lồn mà dạy bố Nhi là bình thường thôi. Oh wow. Oh. Cái chiêu này anh có dạy cái cho anh hay là Phương tự học ngoài anh? Phương đang cố gắng để vượt qua chính mình. Ổn không em gột? Xong rồi. Trời ơi. Ủa, con đĩ heo này làm là bộ lòng, bộ đồ đó thì... Có anh lòng em nấu cháo anh. Bây giờ bọn mình sẽ lấy cái thủ dĩa con heo ra nướng lại. Cái phần đuôi thì nó đã chín rồi. Con dao bự nãy đâu ta? Em khứa từ từ là nó ra Phương ơi. Cái khớp của nó ấy. Cái khớp xương sống này. Tháo cái ở dưới luôn đi chứ để làm vậy còn sống xin ơi. Thì em cứ cắt ra đi còn mình nướng. Người ta là người ta có kinh nghiệm mà chứ thứ gì. Qua coi thử phần này. Người ta là người ta có kinh nghiệm mà chứ thứ gì. Không mấy mình quên bài, mình mở điện thoại ra mình coi lại đi anh. Giao đồ má. Coi người ta hướng dẫn chặt thịt heo như thế nào á, mình lên coi lại đi chứ. Bánh chặt hồi giống cho heo ăn luôn. Máy hồi nét luôn heo người ta. Quay. Đâu. Hồi là thịt nát cho hết trơn nó dụng luôn á. Anh cắt cái đầu gối ra để cho anh em nướng lại. Cái đầu gối chưa chín, nguyên cái đầu gối phía dưới á. Để ổng làm. Nó mua về nó làm mà, để mê nó làm riêng đó. Anh thấy cái đầu gối ra, chúc anh em nướng cái đầu gối lại. Rồi, không tới để nướng rồi. Nó ăn gì nổi nữa.
Ngồi đi anh em. Lấy ớt chết rồi, chở đỏ đủ rồi. Lấy đang ngồi đây luôn đúng không? Để ngồi né né ra. Ngồi xỉn vô đầu, cho con ăn chén vô đầu. Đây á. Thấy đã xong một cái cùng nghe quân sự nhà đi thay đồ rồi luôn. Có mặt quân sự vô chưa? Đeo băng vô chưa? Vừa tính chưa? Cho nó có ly kìa. Còn sống không? Ngồi đủ rồi anh em. Nghe mình còn đông nha. Em đây, bỏ đăng hết rồi. Em nghe. Chưa, giờ mới được lên đây, cứu nhân. Anh Hưng Gò Dốc là anh nào vậy? Anh nào vậy? Ui, anh đâu bạn? Anh đâu bạn? Quang Thịnh xin nè. Quang Thịnh xin nè. Mới vừa lên chưa ai uống luôn nữa. Trời đủ má nó nướng con heo con lợn. Chơi tới khuya rồi hả? Cái này có ướp gì không? Qua nha, qua sớm nha. Trời đủ má là sống đáng là chết rồi. Má trong người ăn đó má ơi. Má cái bớt vô tao ăn bớt. Hiếu. Xin. Phương. Anh thương anh heo mèo mấy đứa nhỏ đó. Kêu mấy đứa thiếu nữa. Vô đây. Ôi. Dục vô. Để dưới cho mấy anh em ăn đụng má. Đó, để đi mấy anh em lấy dao cắt ăn luôn đi. Cho tao miếng. Má cắt cái thế hơi ghê nha. Lòng Thái đang tới hả? Dạ. Đồ má để sức uống mấy nó một bữa để nó lấy đồ cho nó xin. Trời đủ má vậy đó, nó ở ngoài thức 3 tháng 2 chắc luôn. Đang lấy 3 tháng 2 đúng không? Đang đâu hả? Không được đâu, không xe đây. Đang gọc gì à, chắc má riêng cái cục này là nhập. Đẩy đi. Đẩy đi. Đây mình thử này mà. Chẳng chuyên tay nhau. Rồi anh sang cái dĩa đó cho em đi, rồi anh cắt cái miếng này. Đủ má quần vô đây anh bóc đó, người xèo mỹ. Ưu tiên cho mấy anh em nãy giờ cái đội ekip nướng nè. Hay quá em ơi. Phương ơi, chưa nắng anh em mình phải chạy đủ má từ ở bên quận 1. Mình đang uống cà phê ở trung tâm á. Má phải chạy về mấy cái vùng ngoại ô cứu hộ chiếc xe đủ má mặt ép. Rớt cái gì? Cái này nó không có rảnh á, mày hiểu không? Vẫn còn cứu được, cái này có rảnh là phải cứu luôn. Nó có cái rảnh vô là được luôn á. Anh một cái cảm nhận rất là chín chắn và người lớn, có đầy đủ suy nghĩ về những món ăn của ngày hôm nay. Thật ra là mọi thứ nó như lồn hết á, nhưng mà cái này là cái lồn nè mấy bạn, đó là cái lồn nè, như lồn hết, nhưng mà vấn đề là nó đầy ắp tình cảm, mà thật ra tình cảm cũng như lồn hết luôn. Đó, tình cảm nên chung quy là mọi thứ là đều như lồn hết, ráng nuốt thôi. Nói gì là nó cái giờ mỗi người nữa má rủ qua nhậu ráng kiếm miếng tiền hay làm chơi gấp lay anh kiếm tiền gì thế đó em đỡ là được miếng nào đây nó không chịu sáo rồi mấy này dẫn nó đi nhậu thì mình nhiều vô đi em là Phương, em phó chủ nhiệm ở đây, em phát biểu ra lời chưa hả? Thì nói lại cái lời đó lộn coi. Hôm nay thì Phương và anh Xin đã hứng tên và đã bỏ một số tiền cũng khá lớn. Ủa tao trả tiền bia rồi đó. Em đang phát biểu có mười mấy triệu à, mình cũng không nên kể cho anh em nghe đâu. Tiền heo tiền dây khoảng mười mấy triệu. Rồi sáng phải 4:30 sáng phải thức để làm heo, nhổ từng cọng lông. Tại vì heo này là không phải mà đổ nước vô cạo bình thường mới nhổ từng cọng.
Nếu mà heo nó nhiều, nếu mình cạo nó còn cái chân lông ở trong cái da heo không ngon. Mình phải lấy nhíp mình nhổ từng cọng lông. Nhổ tới 11 giờ trưa thì chúng ta phải lau rửa sạch rồi lau khô. Đem con heo đi massage. Khoảng 12 giờ trưa là phải bắt đào lỗ, chôn than xuống đốt. Đốt xong rồi bắt đầu là 1 giờ đúng là bắt đầu là mình lên lửa. Lên lửa đúng 5 giờ chiều là bắt đầu mình dọn ra rồi mình chặt rồi mình liên hệ mình gửi chạy xuống Tiền Giang mình bắt thêm một con dê nữa. Đó, xong rồi mình lên mình làm, trong cái thời gian nướng heo là mình ướp dê xong mình nướng. Thì anh em làm cực khổ vì có vài anh em qua ăn chùa thì không khí nó rất là vui. Thì mong rằng mấy lần sau thì anh em mình phụ nhau chút xíu cho nó đỡ mệt hơn tí xíu. Rồi ai ăn chùa thì anh hỏi nói ra ai ăn chùa. Không, mấy người đó thì nhìn là người ta nhìn là người ta biết liền chứ cần gì phải nói. Chùa. Không, anh không ăn chùa, anh ăn trong bãi xe xuống Facebook. Không lẽ mấy người anh của mình kể tên vô thì nó kỳ chứ. Mình bỏ đi chùa lâu rồi. Đã lâu mình ăn chùa lại để mình nhớ chùa. Đèo tin. Xe lửa thì cũng vui rồi, cũng có lúc tàn thôi, tôi thì hết ba lông rồi đó. Nhập kinh, nhập kinh. Khúc ra đường sách công. Lý do nhau vậy lắm. Qua đây. Chỉ đi ôm em cần vậy mà đéo được á. Để nó nói lý do kìa. Thôi đại diện cho chủ tịch câu lạc bộ Sơ Gan thành phố Hồ Chí Minh và tổng công ty trách nhiệm hữu hạn Mimi Lê Trang thì tôi xin tuyên bố lý do để có buổi tiệc ngày hôm nay, đó là tôi với thằng Phương mày hứng lên để chơi thôi chứ không có lý do gì hết á. Đó, bây giờ anh em uống nhau cái được không? Lăn ly vô. Một, hai, ba.